năm gần đây đó có sự phát triển đều đặn và số lượng khách năm sau là cao hơn năm trước, doanh thu đó là ngày càng tăng. Sở dĩ mà có được như ngày hôm nay đó là nhờ cái tập trung đầu tư rồi nâng cấp làm mới các dịch vụ trong khu du lịch, còn biết kết hợp hợp tác với các hộ dân xung quanh để mà xây dựng những cái sản phẩm chào bán cho du khách, rồi cùng chia lợi nhuận đã thu được cùng với dân. Đây ở đây nó thể hiện cái chỗ là cái tính du lịch cộng đồng rất là cao. Khi du khách mà đi du lịch đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhưng mà nói đến cái du lịch Vĩnh Long là nói riêng, ở đây đó là cái mang cái đặc trưng cái loại hình du lịch sông nước miệt vườn. Mà nói đến cái du lịch sông nước miệt vườn đó thì như ngồi trên cái chiếc tàu sóng vỗ và chập chờn rồi nhìn ra những cái làng bè nuôi cá mà cái nhân dân dân người ta sinh hoạt rất là nhộn nhịp. Đấy, như các bạn đã biết thì khu du lịch Tinh Sang á là ngoài cái nhà hàng khách sạn ra đó, còn có rất nhiều cái dịch vụ vui chơi giải trí như là câu cá sấu nè, cởi đà điểu nè, trượt cỏ tắm sông và rất nhiều dịch vụ khác. Sau đó thì còn phải dẫn cái khách ra cái nhà dân, ra những cái miếng giường nằm trên những cái chiếc võng đùng đưa rồi thưởng thức những cái trái cây tự mình hái rất là thú vị. Tất cả những cái điều đó nên một nó tạo nên một cái nét đặc trưng rất là riêng của cái khu du lịch Tinh Sang. Đặc biệt là du khách còn có thể là tham gia chương trình cắt lưới bắt cá, mặc chiếc đồ bà ba đen rồi quấn chiếc khăn gằn lên cái cổ đây thì cảm thấy nó có cái gì mới gì lạ, mà khách cứ rất là vui vẻ rồi nó mời bạn bè nhau nghe rồi chụp ảnh luôn để làm lưu niệm này, làm kỷ niệm sau này. Rồi khi tác ao đó thì nó nhìn cái chiếc gào sòng tác ao, rồi nhìn cái chiếc nôm, nhìn cái gỗ đựng cá vân vân, thì một cái là mới mà khách nó từ nó chưa được gặp này đó. Rồi tác ao nước cá ăn tại chỗ rồi nhắm cái miếng rượu đào rồi đờn ca tài tử đó, thì tạo cho du khách trước khi chia tay ra về đó để lại nhiều lưu luyến mà khó quên. Cho nên tôi muốn mời và xin mời các đối tác, các đồng nghiệp tham gia để cho cái chương trình này đó ở cái khu du lịch Tinh Sang đó ngày càng phát triển